Ở đây có con trâu. Thấp ngấu thế này thì làm ăn được cái gì? Ủa, ui, ui, ê, 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 ui, đang con trâu bây giờ to thế. Ê. Ok, team bạn đánh gắt thế nhờ. Sao bây giờ mới ranh sử thi thôi. Ôi, nhông lên luôn chơi này. Team bạn lùi về, ở đây có hai người, có Julian ra tốc biến ngược về, dùng skill 3 trả ngược lại đam đến từ cái chiêu 2. Ù, có mạng, ui, team bạn đánh nhau gắt thế. Mới ranh sử thi thôi mà, bro. Wow. Ui, tôi thấy team tôi toàn pick mấy con áo meta chứ team bạn pick chuẩn meta vãi họ. Ui, Châu ơi. Ui, anh Châu ơi, thôi. Trả ngược sát thương này. Công kích hỗn mang liên tục đang là dồn đam vào Châu này. Ôi, ui, công chiêu anh em ơi, đánh ngược trở lại team bạn hết chiêu rồi. Đây rồi, có Hilda lên đây rồi. Ôi. Ôi ôi ôi, Châu này. Này nát hết rank sử thi rồi còn đâu. Rank này sử thi gì? Come and join me in my dream world. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và đây là video clip mà Mỡ sẽ đăng lên cho anh em xem ở mùa giải thứ 33. Và ở thời điểm hiện tại, Mỡ nghĩ là phải đến 80% những anh em đang xem video clip của Mỡ vẫn đang giống như Mỡ. Đó chính là ở rank sử thi. Và ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay về một trong những cái vị tướng pháp sư được cho ra mắt cái skin đầu mùa. Hay nói cách khác là cái skin nạp kim cương mùa giải. Đó chính là cái cô nàng Luna với cả cái skin giải điệu thiên nhiên. Một cái skin mà anh em có thể nhìn thấy hiệu ứng kỹ năng về cơ bản là tương đối mờ nhạt, nhưng ngoại hình và dáng vẻ của Luna vẫn tuyệt sinh ở trong cái skin này luôn anh em ạ. Còn hiệu ứng kỹ năng nó cùi thì dĩ nhiên rồi. Đây là cái skin mà anh em chỉ cần nạp một cái lượng kim cương bất kỳ là anh em đã có thể có được cho mình. Đó là cái skin này rồi. Ok. Rồi, thì anh em có thể nhìn thấy đây là cái ẻm Luna với cái đôi cánh màu xanh lục và kèm theo đó là một cái đôi cánh màu hơi hồng tím. Có được cho mình đó là cái level 4 trong tình huống này, trong khi đó team bạn đổ lên đường trên. Anh em lưu ý đây mới chỉ là trận đấu rank sử thi thôi nhá, nhưng Mỡ đoán chắc rằng bên phía của team bạn không có đứa nào sử thi real đâu anh em ạ. Và ở đây công kích hỗn mang sẵn sàng nhảy lên và sau đó là dồn đam đến từ cái chiêu cuối, kèm theo đó là chiêu 2 không tốn mana và vô hạn lần dùng skill, dùng liên tục trong cái quá trình mà chiêu cuối nó đang gọi là ở trong cái giai đoạn gọi là được sử dụng. Và Mỡ có được cho mình đó là cái mạng đầu tiên. Cái là lúc nãy là Mỡ bị lag cho nên là nó bị đứng màn hình một lúc, cho nên là Mỡ đã tạm phải cắt cái đoạn đấy đi để mà Mỡ có thể gọi là quay trở lại đối với anh em. Đấy, rồi không sao, có được cho mình đó là một mạng hạ gục rồi. Công kích vẫn mang sắp hồi Châu trong tình huống này, còn nửa cây máu xuống canh Châu đến từ vị trí của Mỡ này, nhảy lên đến từ công kích vẫn mang bắt đầu dồn sát thương. Châu mãnh long quá giáng đạp ngược Mỡ về sát thương. Ôi vai nồi, ôi sao con Châu ngoanh kiểu gì nó đã cầm được cái gươm thất hải xanh thế, vãi nồi. Ôi, bằng cách nào đó cái con trâu trong vòng 3 phút đầu tiên nó đi với cả Matit, nó bao hết sạch cái lớp giáp trụ của cái anh em kia. Nếu anh em có thể để ý thấy Matit đi với trâu thua không ạ? Vai cà nồi. Nhảy lên đến từ công kích gọn mang dồn sát thương vào đó là Harris này, ở phía bên này còn có Julian nữa, giao tranh như ranh thần thoại luôn anh em ạ. Tìm bạn đổ ra, tìm Mỡ có được mạng của Harris bằng tất cả những cái kỹ năng đến từ vị trí của Mỡ và sau đó dùng chiêu cuối dạng ánh sáng để mà clear luôn cái đợt lính ở đứng giữa trong cái bối cảnh mà Julian đang chờ Mỡ hết chiêu cuối dạng ánh sáng để mà có thể dồn sát thương vào. Ôi, thế này thì nát hết rank sử thi rồi còn đâu nữa anh em. Mỡ muốn gặp anh em sử thi real để mà review video clip về con Luna này cơ mà. Sao trận đấu này nó căng nhỉ? Team bạn đang dẫn trước team Mỡ với cây đề đó là chí mạ gục. Và anh em lưu ý là ở trong cái skin này, mặc dù đây chỉ là cái skin nó mang tính chất là nạp lần đầu, nhưng hiệu ứng kỹ năng nó cũng có thay đổi một chút xíu anh em nhá. Khi mà anh em thấy cái skill 3 của Luna bây giờ cái tông màu nó đã đổi thành cái màu của cái con Luna ở thời điểm hiện tại rồi, chứ nó không còn làm qua loa giống như ngày xưa cách đây 3-4 năm về trước. Đây chính là skin nhưng mà hiệu ứng skill nó vẫn giữ nguyên, nó không thay đổi. Đấy, rất là thú vị. Rồi, tiếp tục xuống canh đường dưới với một bộ kỹ năng đầy đủ không có tốc biến thôi. Châu có mặt ở đây, anh ta lướt một lần rồi và Mỡ sẽ chờ anh ta hất tung một nhịp để mà... Ấy, what the hell? Sao tự nhiên nó hất tung ở trong bụi là thì điếu nào, công kích hỗn mang nó đừng dồn vào, không đủ đam đi từ Châu. Thôi xong rồi, anh Châu kia được cứng thế. Rồi, không ổn rồi anh em ạ. Cái game đấu này chúng ta sẽ không có một cái con tanh theo cái thiên hướng bảo kê. Và team Mỡ cũng không có quá nhiều hiệu ứng chống chịu.
Thế cho nên là cái set lên đồ của mỡ với cái con Lunox ở trong trận đấu này nó sẽ có một chút khác biệt anh em nhá. Như anh em có thể nhìn thấy, đây là cái set đồ mà mỡ lên cho Lunox ở trong trận đấu này. Đầu tiên sẽ là cái đồng hồ định mệnh, và tiếp theo đó sẽ là cái đũa phép ánh sáng. Anh em lưu ý là cái đồng hồ định mệnh ở meta hiện tại là một cái món trang bị cực kỳ ngon dành cho những cái chất tướng pháp sư mà không có đồng đội bảo kê. Kèm theo đó là những cái vị tướng pháp sư với cái khả năng lao vào. Đó chính là cái đồng hồ định mệnh này nó sẽ có thêm một cái chỉ số, nó giống như là cái giáp tàn bạo. Anh em dùng skill thì anh em sẽ tăng cho mình đó là cái khả năng thủ mỗi 0.4 giây, rất ngon. Và bên cạnh đó, với cái việc anh em lên đồng hồ định mệnh thì cái con Lunox này nó sẽ không bao giờ sợ thiếu mana, khi mà nó có thêm một cái nội tại, đó chính là nếu như mà lượng máu và lượng mana của anh em mà tụt từ dưới 50% trở xuống, nếu như mọi nhớ không nhầm, thì anh em sẽ được hồi phục 15% mana cũng như là hồi phục 15% máu theo thời gian, và nó sẽ hồi lại sau 1 phút. Đây là một cái nội tại rất là ngon ăn đến từ cái đồng hồ định mệnh này. Và dĩ nhiên xong đồng hồ định mệnh xong là chúng ta sẽ phải cầm cái đũa phép mới rồi. Cái đũa phép ánh sáng mới nó cho chúng ta đốt máu kẻ địch theo thời gian, và kèm theo đó là khắc lên cho kẻ địch một cái nội tại ở đây. Đấy chính là cái nội tại khô héo hay là kiệt quệ. Và kẻ địch nó sẽ không thể nào mà có thể hồi máu cũng như là tạo giáp ảo nó quá là nhiều như bình thường trong vòng 3 giây tới, và giảm đi 50% cái tỷ lệ này. Rất là ngon đến từ hai cái món trang bị đồng hồ định mệnh và kèm theo đó là cái đũa phép ánh sáng. Rồi thì sau khi mà anh em lên xong hai món đồ đấy thì mỡ thấy team bạn của con Julian khả năng cao chúng ta sẽ phải cầm một cái thiên thần Athena, tiếp đến là đôi cánh và sau cùng đó là cái pha lê ánh sáng. Trong trường hợp về late game, nếu như mà anh em tự tin vào cái lối chơi của mình thì anh em có thể bỏ cái thiên thần Athena đi và thay vào đó là cái thánh kiếm hoặc là cái quyền trượng mùa đông, để mà có thể gọi là tiếp tục gia tăng thêm cái khả năng gây sát thương của con Lunox này. Nhưng ở đây châu múa rất ảo, mỡ đi ganh châu fail hai lần và đang là trả sát thương. Có Harris nhảy lên đến từ cái pháp trận thời không, nhưng mỡ dùng chiêu quấy dạng ánh sáng câu đi rất nhiều skill đi từ bên phía của team bạn né rút vào. Ui, thằng châu này chắc chắn không phải ranh sử thi anh em ạ. Nó đi ganh ảo vãi hồ, nó lướt từ dưới bụi ở bên dưới, nó lướt qua từng, nó đu được vào mỡ. Và mỡ đã phải lên bản điểm số lần thứ tư ở trong trận đấu này rồi. Ranh sử thi như thế này thì mấy người chơi sử thi Ryu có mà nát à. Cạnh tranh rùa đến từ bên phía của team mỡ và có được rùa đến từ Karina. Mỡ tốc biến kèm theo đó là cái chiêu cuối, dùng cái dạng ánh sáng của mình để ngăn không cho Leslie có thể ẩn thân, bởi vì mỡ đã có được cho mình đó là cái đũa rồi. Và team bạn bị hủy diệt trong tình huống vừa xong, và team anh ta đang rất say máu. Anh ta bị shut down thôi, Karina vào như thế là cút rồi. Hết đi cho mình đó là cái chiêu 1 và thôi xong. Double kill đến từ Harris và team mỡ bị shut down 2 mạng. Đấy, chơi game nhiều khi nó hăng máu quá nó cũng mang lại cái hậu quả không thể lường được anh em ạ. Rồi, game này là phải lên cái thiên thần rồi anh em ạ. Cầm cho mình đó là cái thiên thần ở thời điểm hiện tại sẽ giúp cho mỡ tự tin hơn trong những cái tình huống đối đầu với cả con Selena, Julian với cả con Harris. Đấy, thì nhiều anh em có nói với mỡ là tại sao anh mỡ không lên đồ theo những cái hướng build của những pro player. Thì mỡ nghĩ là cái hướng build của những cái người chơi pro player trên mạng ấy, thì nó là cái hướng build để anh em có thể định hướng ra được cái sức mạnh của con tướng đó khi mà nó đạt ở trong một cái điều kiện lý tưởng. Còn khi mà anh em đang solo rank nhá, thì nó sẽ còn phải tùy thuộc vào chất tướng đối phương như thế nào, sức mạnh của team mình ở thời điểm hiện tại đang ra sao, anh em có đang thọt không. Ví dụ như team bạn thời điểm hiện tại thì nó có quá nhiều những cái chất tướng sát thương gây phép, hoàn toàn có thể sốc đam con Lunox này, và con Lunox nó không thể chơi được với cái công kích hỗn mang dạng chiêu cuối, thì anh em sẽ cần phải lên một chút đồ kháng phép để giúp cho con Lunox này nó có thể được chơi một cách dễ dàng. Chiêu cuối được bật lên luôn và đang là dồn sát thương, và đó là cái vị tướng Julian. Công kích hỗn mang đang được kích hoạt và Leslie bay mẫu double kill dành cho Lunox. Anh em thấy không ạ? Anh em lên cái set đồ với cái đồng hồ định mệnh và kèm theo đó là cái thiên thần Athena rồi, thì con Lunox này cực kỳ châu bò với những cái nội tại đang được kích hoạt lên đến từ hai cái hiệu ứng mới của hai cái món trang bị này. Sau đó thì anh em cầm nốt cái thiên thần, cầm đôi cánh tạo thêm giáp ảo và cầm nốt cái pha lê ánh sáng, là cái con Lunox này nó vẫn có đam ở giai đoạn về late game và cái khả năng châu bò của nó là cực kỳ kinh khủng anh em ạ. Đấy, anh em lên cái set đồ như thế này, lên được cái đồng hồ nhá, là cái con Lunox này nó không bao giờ thiếu mana luôn. Mặc dù anh em thấy cái mana của con Lunox này nó gần như không bao giờ đầy, nhưng mà cứ dưới 50% là cái nội tại của cái đồng hồ định mệnh nó được kích hoạt và Lunox lại hồi lại mana, và giao tranh đang được nổ ra trong cái tình huống này đây. Cái con bùa team sẽ được ăn đến từ Karina và mỡ sẽ có một cái combo không tích chiêu nha, tốc đến ulti và rồi sát thương hạ gục đi được Julian luôn. Mạng thứ 6 của mỡ bắt đầu comeback lại rồi anh em ạ. Game đấu này đang thực sự rất căng thẳng. Vào phút thứ 10, team mỡ đã lần đầu tiên vượt lên về mạng gục so với team bạn khi KDA ở thời điểm hiện tại đang là 18-16. Thiên thần Athena đã có châu có mặt ở đây. Tầm này châu né đi được cái bẫy lồng quá giang đến từ vị trí của châu. Chiêu cuối dạng ánh sáng đang được dồn vào, nhưng ở đây mỡ đang bơ vơ không có ai cả. Sẽ là hồi máu liên tục nhờ vào cái nhịp điệu ánh sao. Selena đang dồn combo, hạ gục đi được mỡ không. Thiên thần của mỡ đã có rồi và không đủ đam đến từ đó là cái con Selena này. Quá châu bò đến từ nội tại đồng hồ định mệnh. Và kèm theo đó là thiên thần Athena. Kỳ ngon anh em. Anh em chỉ cần lên đồ chuẩn một tí thôi là cái khả năng sinh tồn của anh em ở trong một trận đấu nó trở nên cực kỳ là mãnh liệt rồi.
Và bây giờ thì team mỡ sẽ có được cho mình đó là cái con lót này nhảy lên đến từ Julian. Và công kích vốn mang của mỡ bây giờ vẫn là có đam, mặc dù nó không có quá nhiều mà thôi. Hãy cũng đi được người chơi đi từ bên phía của team bạn, một cơ hội để mà cho chúng ta có thể lấy đi được thêm công trình đến từ bên phía của team bạn là đây rồi. Vụ nổ thành công của con Harry cũng kinh đấy, nhưng thiên thần của mỡ đã có rồi. Giao tranh đang được đổ ra nhưng mà đúng lúc này không có công kích hỗn mang, không nhảy lên dồn đam được anh em ạ. Nhưng vẫn may là có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình. Hạ gục đi được đó là tín hiệu của Châu, kèm theo đó trước đó là Julian. Phía bên này là team mỡ đang đứng ở trong cái phần búa tím, và chắc chắn là team bạn nó sẽ không bao giờ ra cái búa tím hoặc là dừng bên phía của team bạn. Ở thời điểm hiện tại Harry vẫn đang tập trung ở đường giữa thôi. Lúc nào dùng chiều cuối phát hiện được mỡ và bắn một viên, sau đó cancel đi luôn bởi vì team mỡ đang có được một cái động thái ám sát vào. Và phía bên kia đang giao tranh Selena, hạ gục đi được Mia. Mia này chắc là rank sử thi rồi anh em ạ. Và Leslie đang được bắn zoom trúng đến từ Selena, không sao cả. Còn Selena chắc chắn với anh em không phải rank sử thi luôn, thằng này ít phải rank vinh quang ở mùa trước. Rồi, ở đây nhảy lên đến từ công kích hỗn mạng ẩn thân, nhưng mỡ có chiêu 3 phát hiện và sau đó là công kích hỗn mạng liên tục. Leslie bay màu, mạng thứ 7 rồi, tầm này mỡ cầm cái con Lunox là cực kỳ cứng cáp luôn. Harry cũng sấp mặt, thì mỡ liên tục giao tranh thắng. Và cái con lót ở đường dưới thì nó phần nào cũng sẽ lấy đi được một chút xíu cái lượng máu đến từ cái trụ thứ 3 ở đường dưới đến từ bên phía của team bạn. Rồi, game đấu đang trôi dần về late game, bây giờ thì mỡ đã trở nên cực kỳ cứng cáp rồi. Chắc chắn là bây giờ team bạn nó sẽ không thể sốc đam được đi mỡ trong một đốt nhà. Có lẽ là mỡ sẽ chỉ sợ những cái tình huống mà thằng Châu nó tốc biến ra, nó đạp một combo nó lên bảng, làm mỡ lên bảng điểm số thôi. Bởi vì mỡ thấy là cái con Châu ở meta này nó được úp đến từ cái tiến tấn là chủ yếu. Đấy, vì thế cho nên là những cái phát đạp đến từ cái con Châu này nó đang trở nên cực kỳ tởm luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ sẽ là làm như thế nào để mà end game đây. Quan sát cách di chuyển bên phía của team bạn, ở đường trên là có Châu và có Julian. Yuda sẽ di chuyển ở đây để mà đi check map. Và ui, run vai đến từ Selena luôn này, nhưng mà không sao cả anh em ạ. Ui, có Leslie anh em cẩn thận nha, nó cầm thiên phạt kiếm với cả nó cầm cái chiến lược berserker rồi, để nó bắn mặt tầm còn khoảng bao nhiêu nhỉ, nửa cây máu là hoàn toàn có thể bốc hơi anh em ạ. Thì Karina ở đường dưới đã bị dồn đam, Karina bốc hơi mất rồi. Combo chụp quầy ánh sáng tốc biến anh em nhá, dồn sát thương lên cả lò bên phía của team bạn. Và có người bay màu, đấy là Châu, nhưng mà wow, còn lên lì nó bắn 10.000 đam, nó bắn 11.000 đam, sao thực chuẩn đến chịu quá được. Mỡ đã phải lên bàn điểm số rồi, nhưng không sao, hồi sinh dậy thì cái con lót thứ 2, cái con lót vàng vẫn thuộc về bên phía của team mỡ trong cái trận đấu này. Team bạn nó vẫn có một cái sức phòng thủ vô cùng mạnh liệt. Và team mỡ ở thời điểm hiện tại thì về cơ bản là vẫn đang trên kèo với late game rồi mà anh em. Mia được chơi, rất may là game này con Mia nó biết chơi đây, chứ cái con Mia mà nó không biết chơi thì tôi cũng không biết là cái trận đấu này nó sẽ đi về đâu. Và ở đây team bạn đang có một cái tình huống mà có Selena thả run thành công, thả run lần thứ hai, Hilda sẵn sàng đứng trong bảo thả run đi em, anh chấp. Châu có mặt ở đây, anh ta chỉ lao vào đến từ cái trực quyền đạo thôi, rồi sau đó anh ta lùi ra. Chiêu cuối cùng mỡ thời điểm hiện tại hồi chiêu là tương đối nhanh, cho nên là mỡ sẽ sử dụng nó khi mà team bạn chuẩn bị có ý định lao vào giao tranh thôi. Tốc biến 14 giây nữa hồi, chiêu cuối 10 giây nữa hồi, và chúng ta sẽ có được một cái tình huống đóng góp ở trong giao tranh bằng cái combo ulti hai dạng chiêu cuối ánh sáng, và kèm theo đó là cái tốc biến để mà dí vào con Leslie anh em nhá. Nhiệm vụ của con Lunox về late game là không cho con Leslie được chơi khi mà đang đủ combo. Và Lord đang vào mang theo đời lính biến cường hóa, đầu tiên chúng ta xác định được vị trí của Leslie này, và sẽ là một cái combo bay vào anh em nhá. Rồi tốc biến ulti chiêu 3 và chiêu cuối dạng ánh sáng được kích hoạt. Leslie không được chơi, Harry không được chơi trong tình huống này. Team mỡ đang ép team bạn vào trong nhà chính, và Châu sẽ làm tình huống công kích hỗn mang là đủ để tiễn Châu lên bàn điểm số. Mạng thứ 8 của mình có được ở trong trận đấu này rồi, và góc để cho Mia bắn là đây, end game và mang về trận đấu đầu tiên thắng lợi mùa giải thứ 33 này. Trên đây là video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em, với em Minh Nóc. Anh em rank sử thi vào game chơi đầu mùa cẩn thận nhá, không là nát đấy anh em ạ.